đây. Đây một bạn cho con nào. Cảm ơn Viết Linh giúp em quá mấy chị ạ. Áo khót nha mấy chị nha. Chị nào loại thì chốt giúp em 125 gì. Cái này là giá kaki không phải giấy dù đâu mấy chị. Giá xịn nè. Cái này em đã size tới 25-28 kg nha mấy chị nha. Khót riêng 119. Khóc riêng 119 nha mấy chị. Từ từ để Mỹ tìm để Mỹ tìm cái ha. Có không? Không có miếng vẹt đây bạn mới vẹt không? Cái miếng vẹt đây đây. Ờ, gần đây. Chỉ có size tới 18-19 kg thôi. Vậy, đứng dành đi cảo cha đi. Đưa đây. Còn không không khỏi mặt luôn á nha. Mệt luôn hả? Kêu cho bé hai cái luôn, hai cái hai mèo luôn, hai cái. Bé nói hả? Đồ nó nhiều bận ngưng ra. Con nên lớn bận. Hai cái cho con hai cái hai mèo luôn. Một cả té dầu khi hạt, còn nhau té dầu khi ở nhà. Bạn cơm. Cái này em có sai tới 20 nha mấy chị nha. Áo khoác kaki một áo khoác này chị ơi, áo khoác em vừa like 125, áo khoác riêng 119. Mấy con cá nè, mấy cá mấy cá chứ tự nhiên. Đứng đây là mấy con thái đâu nè, tự nhiên sao không thấy? Tự nhiên lắm. Tự nhiên sao? Má con nhìn cái cây để cầu kia. Rồi đứng lên đây. Là mấy con thái này đấy. Thấy chưa? Ai vậy? Nhìn mình chát cái bạch cờ ra cho con nhìn một chiếu vậy. Vô tháo đừng. Eo khóc à. Eo khóc này á không. Quả chi da ta tặng ra một chiếc cho con khác. Cái này em có vàng nha. Nó size tới 18-19 kg. Màu xanh, cái này là áo cánh dơi nha mấy chị nha. Thì rất là đẹp. Màu hồng. Hàng rất là đẹp luôn á. Cái đá chiếc đầm á mấy chị ơi. Cái đá chiếc đầm. Đầm dày tay á. Rồi em cái Mickey nữa này, Mickey đỏ này 75.000 hàng 10H nha mấy chị nha, hàng rất là xịn. Cô tông bao xịn xà luôn cho mấy chị. Chờ em xíu nha chị. Size 7 tới 20 này. Đẹp chưa? Giá dầu thế giới tăng mạnh lên mức cao nhất trong nhiều năm qua và dự báo có thể tiếp tục tăng khi nguy cơ một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng xảy ra tại nhiều quốc gia trên thế giới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
19 của Mỹ á. Đưa lại cái cho mẹ. Cái đấy anh ngâm đấy. Con mèo hậu, mèo đen của ai? Nào của mẹ, của mẹ. Đưa cho mẹ một cây 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 ha. Của con kia bộ nâu còn dài mà tẹt 105 chị. Bộ nâu xém mà bộ nâu xém 90. Bộ nâu còn xém 90. Để cỏ đây đi. Thích mèo đá nữa, mèo này không được mà. Dạ cá chị ơi, hàng thu đông, bữa nay về hàng thu đông nhiều lắm nha. À vâng 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 vâng. Cắm bài viết lên giúp em nè. Đó chị, cô đó. À, chỉ có con một trả chứ, áo con một trả chứ. Chị dạ vậy. Có hai màu chứ. Cá bất ơn. Đi ra đây để mình like. Đi ra đây. Mình cần cái phút. Phút đã có cổ ở trên tông ấy. Sao chúng mày cảo đồ ra cho mẹ. Để con ghi ra cô hát một bài rồi cô trả cho mẹ nha. Trời ơi, đầm biêu dễ thương lắm chị. Cắm mà viết lên giúp em đi mấy chị ơi, em like. Cái này em cá size cho tới 20kg nha mấy chị. Size tới 20 này. Cái này em cá trắng và bạc hồng. 85.000 hàng cô tâm tiểu nha mấy chị nha. Cắm xe la lên giùm em với mấy chị. Hồng nè. Size 7 tới 20. Size 7 tới 20 nha mấy chị nha. Mickey nè. Cái này em cho áo hồng và áo trắng. Áo hồng và áo trắng nha mấy chị nha. Áo hồng và áo trắng nè. Đẹp chưa? Chị nào lấy Mickey chút Mickey. Size tới 20kg. Size tới 20kg nha mấy chị nha. Bữa nay Đại Nam đồ nhiều lắm. Cảo cái đồ đấy ra đây. Mình cho đồ khác. Nghe cái đồ khác đồ nghèo. Đồ nhiều lắm. Cái áo bị bán dục ra đấy mà chưa. Mickey này cá trắng và đen nha mấy chị nha. 85 nè. Màu trắng em kêu ở trên nha mấy chị nha. Màu đen. Mickey đi. Mickey đi nha mấy chị nha, gái trai mà được. Gấu cái này gấu mà Mickey nha. Xe la lên giùm em đi mấy chị ơi. Cô tông nha mấy chị nha, hàng cô tông mặc sướng lắm. Cái này mấy chị mặc mùa hè, mấy chị mặc máy lạnh cũng được. Cái này em có size tới 20 nè. Mèo em có vàng và kim. Vàng và kim nha mấy chị nha, 95 nè. Da cá tiều. Còn ở trong cái thùng hai lắc mé hết chưa? Cái thùng này nè.
Để thôi lấy cuốn heo một cuốn nữa đi. Cuốn heo đâu? Cuốn heo trong tủ lạnh đấy, trong cái bị nó đấy. Của mẹ nó là ai? Cuốn heo mẹ nó cầm ra ấy. Cái này có size 7 tới 20 nha mấy chị nha, 85 này pyjama này. Gấu nha mấy chị nha. Pyjama đủ shop. Gấu trắng nè. Gấu trắng nha mấy chị nha, gấu trắng là còn size 17 20 kg. Gấu trắng là còn size 17 20. Gấu xanh là còn size 7 tới 20. Hoa nhí còn size từ 13 tới 20 nha mấy chị. Hoa nhí size 13 tới 20. Đẹp luôn mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn. Cái này hàng đại size từ 25 cho tới 35 kg nha mấy chị nha. 90.000 cho mấy chị. Dạ cả chị ơi, bé trai 27 kg quá là trời. Bé trai 27 kg quá là trời. Cảm ơn viết xe lai lên giùm em đi mấy chị. Mickey đen 15. Mickey đen 13, 15. 13, 15 lấy 14 nha. Chờ em xíu. Hàng đã bữa nay giá nó hơi bị cao quá mấy chị. Không, giá mấy cao. Hàng đã giá nó hơi bị cao luôn á. Một lý năm này. Doraemon nha mấy chị nha, Doraemon. Hàng đẹp lắm mấy chị ơi. Doraemon. Còn kiểu nào bây giờ like kiểu đó, với cái kiểu nào thích đâu mà like thì like theo, bắt cái gì like cái đó thì like đồ nem, chứ bây giờ muốn like cái gì. Xét xám này mấy chị.
Sáng nay em có size cho tới thôi. Trời ơi, hàng đẹp lắm đó chị. Hàng không đẹp khỏi lấy tiền. 115.000 cho mấy chị nè. Đẹp chưa? Xé xám, hàng rất là xịn sò. Cái này em có size tới 22-23kg nè mấy chị. Size 22-23kg, size từ 10 cho tới 22-23kg. Ở đằng sau nè, 115. Cái này gái trai mặc đều được hết nha mấy chị nha. Gái trai mặc được hết giúp em. Riêng cái set này gái trai mặc được hết. Hàng siêu đẹp. Size nữa 30 nha mấy chị nha, 145 nha, hàng xịn xà lắm. 145 nha mấy chị, hàng đại cồ size cho tới 30kg nè. Chị đã lấy xanh lá, chút xanh lá. Xanh lá nha mấy chị nha. Trắng này có size tới 35 nha mấy chị. Trắng này có size tới 35. Hàng đẹp lắm luôn. Chị Đà đã chốt giúp em này 155. 155 nha mấy chị nha. Cái này là 155. Cái này em tắm đường xanh này. Xanh dễ thương thuộc người luôn. Xanh nha. Thank you.
em còn size tới 16, 17 nha mấy chị nha. Gáy không có chị ơi. Em còn nam đại à, chứ gái đại em hết rồi. Cái này em còn hồng và xám nha mấy chị. 90 nè. 90. Cái này em còn hồng và xám. Xám. Size tới 17 kg nha mấy chị nha, xám còn size tới 17. Hồng em còn size tới 15 kg. Xám còn size 7, hồng còn size tới 15 nha mấy chị nha. Quần ly nhẹ. Vàng này 95 này. Quá xa tới 27 kg nha mấy chị. Xa tới 27 nè. Không làm gì vậy? Cái này xám 33 nha mấy chị nha, xám 33 này. Xám 33. Quần túi hộp nha mấy chị. Cái này hàng đại. Thank you.
Và xanh 33 nha mấy chị, xanh 33. Cái này size cho tới 32 kg. Cái gì? Mượn cái gì? Chi? Con có 3 cây đấy. 3 cây đấy mà tự nhiên. Dạ em hết gái 30 kg rồi chị ơi, em chỉ còn nam thôi. Singapore ngày hôm qua đã ghi nhận gần 3.500 ca mắc Covid-19 mới, mức cao kỷ lục kể từ khi bắt đầu đại dịch. Tuy nhiên, diễn biến mới này nằm trong dự tính của chính phủ Singapore trong kế hoạch mở cửa chống dịch với Covid-19. Tin từ các phóng viên thường trú của Việt Nam tại ASEAN. Số ca nhiễm mới tăng cao kỷ lục này không gây nhiều bất ngờ bởi nằm trong dự báo của các chuyên gia. Tại hình tính toán thì số ca mắc mới có thể lên tới 5.000 ca một ngày. Trời ơi, nãy giờ em lai đồ ấm gì 27 kg quá trời đó chị. Lai gì từ lương hụt chưa hết mà lai. Like xong rồi mới chị hỏi, like xong rồi mới chị hỏi. Thiệt đấy chứ. Cái này em đã size tới 35 nha mấy chị nha. Cái này hàng bữa hát. Kenzo 175 này. Kenzo 175 nha mấy chị nha. Dạ cá chị ơi. 19 với 11 thì siêu đẹp. Xét trắng. Xét trắng nào chị? Xét trắng với cây hay là xét trắng đen? Kenzo này em có trắng và đen nha mấy chị nha. 175 này size tới 35 kg. Còn bộ size ta có mẫu màu xanh và màu đen á. Màu xanh và màu đen nào chị ơi. Màu xanh với màu đen nào bé. Màu xanh và màu đen nào chị. Đen nè. Đẹp chứ. Hàng thương hiệu nha mấy chị nha. Em biết xét đèn sale rồi nhưng mà xét trắng là xét xét trắng Mickey đúng không? Hay là xét trắng pha đen của bé gái. Xét trắng Mickey 85. Xét đen pha trắng 75. Em còn size tới 13 kg nha mấy chị nha. Cái đó hàng em sẽ chị nào lái Kenzo chút Kenzo nè. Kenzo em cắt trắng và đen. Xét màu đen nè mà chị nói em không. Xét nè. Cái bộ khóa kéo này nó có trắng với xanh chị, chứ không phải là đen. Cái bộ khóa kéo này là có trắng với xanh thôi chứ không có đen. 155, cái này có size cho tới 35 kg nha mấy chị nha. Size 35 kg. Xét khóa kéo này em chỉ có trắng và xanh chứ không có đen nha chị ơi. Nên là chị nói em không biết cái xét nào luôn. Nó vừa có đen mà nó vừa có xanh thì nó chỉ có số 33 và cái set này thôi, set khó kiếm này thôi. Cảm ơn viết lên giúp em nè mấy chị. Cái này em còn size 7 cho tới 20 kg. 95. Cái này em có màu kim và màu vàng nha mấy chị nha. 95 da cá tiều, hàng xịn xò lắm luôn. Không xịn xò khỏi lấy tiền nha mấy chị nha. Hàng quá là đẹp. Dạ không chị ơi, không có mấy cái đó, không có sai lại đâu. Em có màu vàng nè.
Cá đại chứ mà bữa đợt trước em bán hết trơn rồi, cá đâu nữa. Hôm bữa em bán hết trơn rồi. Đại hôm bữa em cũng cá mà hết sạch bắt rồi mấy chị ơi. Bây giờ không có đại kiểu đâu, chỉ có đại da ké thôi. Lúc chưa lạnh nó ra rồi. Lúc chưa lạnh là nó ra rồi. Mèo xanh. Cái này size 20. Cái này size từ 20 cho tới 35 kg nha mấy chị nha. Cái này là hàng đại cổ. Cái này là hàng đại cổ. Set 3 chi tiết cho bé gái 135. Cái này em có size tới 20 kg nha mấy chị nha. Em còn size 10 cho tới 20 nè. Đẹp chưa? Set 3 chi tiết nha mấy chị nha, 135. Một cái áo này. Quân Lê. Quân Lê bộ màu xanh à. Xanh à, xanh khó kiếu đúng không chị ơi? Xanh khó kiếu 27 đúng không? Mấy chị ơi mua là tra em số điện thoại địa chỉ nha mấy chị nha. Mấy chị mua hàng đại xong mấy chị điện một đống luôn nha. Nhắn tin không hề rét mà livestream thì like coi hay lắm. Em nói hàng đại rồi bữa nay nó hiếm. Trời ơi coi chốt như thiệt luôn á, em nói thiệt luôn một đống nha nè. 7 tấm bè mua hàng đại. Chị không cần cho em số điện thoại trên này, chỉ cần inbox cho em địa chỉ số điện thoại là được nha chị nha. Không cần cho em số điện thoại trên này. 27 nè. Cái con này nó hơi to, nó to lắm mấy chị ơi. Cái này size 35kg mấy chị mặc chỗ tư. Phương Lê nè. Một 55 nha mấy chị nha, chiếc xét này 155. Tôi nói mua bộ đáng bộ nha mấy chị nha. Hàng của em nè. Nó nằm trong cái bị bóng nè. Chắc không chê vào đâu được đâu. Set 33. Cái này em có xanh và xám. Em nói hàng em không chê vô đâu được đâu mấy chị. Hàng dạ không chị ơi, em về dưới này rồi, không có ở chỗ cũ. Về dưới này quần bà này mấy chị 90.000. Cái này là em bán cho mấy chị nha, cái thiệt sự là không có 90 đâu. Cái này size từ 25 cho tới 35 kg thôi. Hàng đẹp lắm mấy chị. 90.000 quần đại cù 25 tới 35 kg. Bà co giãn mà bà xịn lắm nha mấy chị. Nãy giờ em like quá nhiều mà.
gì con? Xách cái mũ này mấy chị. Mũ nha mấy chị nha, mũ. Size tới 30. 145. Cái này có size tới 30 thôi mấy chị. Nó tăng lên 5 ký là đủ tăng tiền rồi đó. Xanh lá. Chị đã lấy xanh lá, chốt xanh lá. Xanh lá, quần xanh lá có quần. Cái túi. Chị này em có xám và xanh. Xám và xanh. Size tới 30 kg nha mấy chị nha. Này form áo cánh dơi hàng rất là đẹp luôn. Áo xám và áo xanh với quần thì giống nhau thôi nha mấy chị. Thank you.
này chắc lắm ha. Ok chị. Em nói cái bộ kem vô nó đẹp, cực kỳ đẹp. Mà em nói mấy chị thêm có 20-30 ngàn thì không có tiết tiền nha. Tại vì đó là hàng thương hiệu, quá là thương hiệu, quá là đỉnh. Một dòng thương hiệu quá là đỉnh. Em nói vô mùa tìm những cái chuẩn bị mà gần giữa tháng 1 rồi mấy chị, em nói thiệt á, không có đồ đâm nữa đâu, chuẩn bị đây Giáng sinh nó ra đồ Noel thôi. Bữa nay chưa lạnh đúng không, chuẩn bị giữa tháng 10 ra đồ Noel là hết. Gái không chưa đại chị ơi, gái chưa đại, gái đại mắt hơn nam nữa trời ơi, lái ngốt mạch luôn. Về bán giá cao thì mấy chị kêu chị sao giá cao mà bán thì chị nghĩ em bán ngang giá vốn thì không được đúng không, em bán em cũng phải lờ, nhưng mà lờ thì lờ một bộ 5 ngàn chứ mà em bán thiệt sự là chán. Kenzo này mấy chị không lái thì chị có xỉu luôn. 175 hàng rất là đẹp. Hàng này hàng thương hiệu nha. Hàng đẹp lắm á chị ơi. Em hàng thương hiệu, hàng cực kỳ chất. Cái này em có size tới 35 nha mấy chị nha. Size tới 35. Trời ơi, em nói lái đi không lái tiếc lắm luôn. Cái xếp này nè, cái bộ của nó nặng phải 7 lạng nè. Hàng thương hiệu tiên mát. Quai nè, hàng thương hiệu nè mấy chị. Gái nhí thì em có nha mấy chị nha, gái đại thì em có rồi. Đầm rin nè, đầm rin xa tới 20 nha mấy chị. Đầm rin nè mấy chị ơi, 90 ngàn. Size tới 20kg nha mấy chị nha. 5 tuổi đô lại là mấy chị mẹ ok. Thank you.
Bà gái nha mấy chị nha, bà mặc nhẹ lắm. Ba gáo này hàng rất là xịn sò luôn. Cái này còn size tới 18 tỷ thôi. Da cá farin. Chọn thêm mấy chị. Mà bị chữ nữa đó, bị chữ nhiều lắm. Nào mè cái này em còn size 16 này mấy chị, cái này em thanh lý mấy chị 60.000. Nè em còn size 12 tới 16 60.000. Bộ đen 75 chị ơi, bộ đen 75. Bộ đen thanh lý 75.000. Mickey 70 này mấy chị. Cái này em còn size cho tới 15 kg. Cái này em còn size tới 15. Mười lăm, mười bảy nè. Đẹp chưa? Thanh lý cho mấy chị 70.000. Trời ơi, những cái set này là 85 hết. Nhưng mà cái này em thanh lý cho mấy chị thôi. Cái hàng cua tông bao xịn sò nha mấy chị. Ai, cái này em có 2. Cái này em còn size cho tới 10 giờ. Size tới 20 nè. Chị nào lấy hồng chút hồng nha mấy chị nha. Chị nào lấy trắng chút trắng này 85 nè. Bảy mươi ngàn xe la lên giùm em với mấy chị ơi. Bánh bèo này 70 này, 15-16 kg nha mấy chị nha. Trời ơi, set này size 16-17 nha mấy chị. Cái này là hàng áo xô rất là đẹp nha mấy chị nha. 115.000 nhưng mà thanh lý 99.000. 99 nha mấy chị nha, hàng đẹp lắm luôn. Xét cánh cho chị nè chị ơi. Như kiểu 75.000. Cái này là xét áo xô nha mấy chị nha, bánh bèo hết nha chị. Xét áo xô mấy chị mà để ý hôm bữa em bán á 115.000, cái này em còn size nhỏ nhất nè, nó còn lưa lại thanh lý 99.000. Size 16-17 kg. Trời ơi, em nói hàng đẹp lắm. Xét cánh đen luôn cho chị. Xét đen ở trên đấy em không còn 15 kg chị à. Ác lắm, nó không còn 15 kg. Nó không còn 15, nó còn size. Để em coi nó còn size bao nhiêu. Nó còn size 13 kg thôi. Còn size 13 kg. Size 16-18 này, thanh lý cho mấy chị luôn này, 75.000. Set lợt vai. Đẹp chứ.
16, 17. Cái này ở đâu nó lưa lại nè, em cũng không để ý. Thanh lý với mấy chị luôn 70 ngàn nha. 70, 70. Chấm ơi, biết lên giùm em với mấy chị. Bánh bèo nè mấy chị ơi, trời ơi. Size 70 nè mấy chị, bánh bèo nè. 75 nè. Trời ơi, nó đẹp lắm. Lệch vai 70 cho chị nè. Set B này em thanh lý cho mấy chị luôn 70 ngàn nha, size 7 cho tới 10 kg nè. Hàng đẹp lắm mấy chị ơi. Bộ 70 hết, chị nào lấy B chút B size 70 kg, cái này em nói thiệt thanh lý. Em còn có một bộ. Một bộ em thanh lý hết. Dạ rồi, 16-17 kg. Ở trong đó nó có 15-16 kg cũng được, 16-17 kg cũng được ở trong đó. Tại cái này nó còn mỗi thứ mỗi bộ à, chứ nó không còn nhiều vậy à. Set nâu nè. Em còn size 7 cho tới 12 kg nè. Thanh lý cho mấy chị 70 ngàn luôn nha. 70-70 xe la lên giùm em với mấy chị. 70 nè. Trời ơi, hàng bánh bèo đẹp lắm mấy chị ơi. Cái áo bánh bèo này rất là dễ thương luôn. Em chỉ còn size tới 12. Size tới 12, màu nâu, màu đen còn size tới 13 thôi mấy chị. Không còn nhiều. Dễ thương cực kỳ. Màu đen, màu nâu. Đầm nè mấy chị. Đầm BMD ở trên nó 75 nè. Cái này em còn size tới 20 nha. Mickey này em còn size cho tới 16 kg thôi nha mấy chị. 15 kg. Mickey còn size tới 15 nha mấy chị nha, 75. Còn cái đầm bèo ở trên còn size tới 20, hàng rất là đẹp. Riêng cái hàng MH này mấy chị, em đảm bảo mấy chị không ưng khỏi lấy tiền. Không ưng khỏi lấy tiền. Hết pin nữa. Ngọt nữa. Vô pin dùng cái. Máy sạc không vô pin. Set này mấy chị. Set bill ở trên á. Set bill ở trên em nó tránh và đi nha. À đi mà nâu, đi mà nâu nhầm. 90. Nâu em bill ở trên nha mấy chị nha, đi nha. Size tới 20 nha mấy chị. Trời ơi, nó đã xịn xò vậy đó. Cái này có 3 bèo luôn. Cái này em có đi ngoài đâu nha mấy chị nha. Màu nâu em kêu ở trên mà màu đi em like nè. Size tới 20. Trời ơi, xếp nè. Set ho này em có màu hoa vàng và hoa vàng. Trời ơi, set này, set cái meeting này bao đẹp luôn. Cảm ơn viết lên giúp em này nha.
Xét này em thanh lý với mấy chị 85.000. Đẹp chưa? Cái này size 17-20kg nha. Có 102-85. Hồng. Hồng 85. Hồng 85. Nè, mũ nha mấy chị nha, set này có mũ này size cho tới 18kg. Mũ 75 nha mấy chị nha, mũ 75 nè. Ok. Màu gì vậy? Không vô pin mà. Ừ. Cái này đẹp lắm luôn mấy chị nè, 99.000 hàng nhất cái nắp luôn. Nào riêng cái áo này là em đã thích cái áo luôn. Cái quần này xịn chứ. Cái này ở đằng trước là nó như thế này nha mấy chị nha, ở đằng sau là nó bao này. Cái này có cả hoa vàng. Quần legging này mấy chị. Quần legging này là em có size từ 7 cho tới 17, 18 kg nha mấy chị nha. Cái này nói chung là có hai loại nhiều mềm lắm. Gấu dứ nha mấy chị nha. Dạ không chị Khánh Lệ ơi, giờ này em chỉ bán đồ thu đông thôi mấy chị, em bán áo lễ. Hàng rất là đẹp luôn. Em ít mua áo lễ lắm mấy chị. Em chỉ mua set về em tự em phối thôi. Bí em cũng vậy. Điên xám vàng. Điên xám vàng hồng. Quần legging. Đẹp lắm luôn á chị ơi, size tới 18kg mang vừa. 18kg, 5kg đổ, 5kg đổ lại nha mấy chị. À 5 tủ đổ lại nha mấy chị nha. Hai cái liền 60 này, hàng rất là xịn nha mấy chị. Em nói là mùa này là mùa nào cũng không thiếu cái mùa này. Mickey này có size tới 20. Màu trắng em treo và màu đen nha mấy chị nha, 85.000. Cái này hàng cô tông nha mấy chị. Trời ơi, em nói nó đẹp lắm mấy chị ơi. Nhất cái nách nè. Mùa nào mấy chị mặc cũng được hết á. Mùa nào mặc cái này mặc, mùa kia mặc mấy lạnh, mùa này xe lạnh thì mặc cái này. Cái này em cắm màu đen rồi màu trắng. Đẹp lắm. Thank you.
Em đi chi lấy, em đi chi. Cái bánh này nó có trứng không? Trọng rồi mấy anh vậy? Cái bánh này nó có trứng trọng á. Xếp ba chi tiết này mấy chị. Cái này em còn size cho tới 15. 99 nha, này hàng rất là xịn. Xếp ba nha mấy chị nha. Set 3. Chín. Mèo cam này. Cam này em còn sang tới 11 kg thôi mấy chị. Mà cái kiểu nó như thế này nè. Cái này hàng cô tông mặt đẹp lắm mấy chị. Pin rồi mấy chị. Cái này em có hoa nâu và hoa vàng nó nhảy đi đâu rồi bạn ơi. Đầm xì còn nhưng mà cái này size 11 13 này thanh lý cho mấy chị 85.000 set điên. Đầm xì em còn nhưng còn size nhỏ hả chị à. Cái này em còn size tới 13 nè. 65.000 đầm xanh. Size cho tới 17 mèo hồng 65.000. Cái này 14, 15, 65 đầm vàng nè. Đầm vàng. Đầm bi nè. Đầm bi nè. Trời em xuống. Tới 15 kg ha. 15 16 kg nữa đó. 75 xanh này cái đó nó hồi bữa em bán 90.000. Cái này em còn size cho tới 22 23 kg nha mấy chị nha, 75 này đầm. Cái này là đầm thỏ nha mấy chị nha. Xanh và đỏ. Cái này hết đầm nữa. Cái này còn size tới 17 1 15 này. Size tới 17 1 15. Yếm bi. Hàng xịn xò lắm luôn. 90 đầm rin nè. Cái này mấy chị về thích nơi nha tại em không biết thách á. Hai thỏ nè. Đầm rin nè. Cái này em không biết thích nơi mấy chị về thích nha mấy chị. Cái này em còn size tới 20. Cái này em không biết thắt nơ nha mấy chị về thắt giúp em. Đầm bi này 65 nè.
Làm riêng 90 chị. Làm riêng 90 em vừa mới like á. Đâm hồng. Đâm hồng nào đâu chị? Hai đầm thả xí em lái cho nha chị. Đầm này dễ thương nè. 85 này, cái này hàng xịn xò lắm luôn nha mấy chị nha. Đầm trắng này xịn xò cực kỳ luôn. Đầm trắng này 85. Kim Cúc Lê Thị ôm chị. Ok chị, cảm ơn chị nha. Cái này em còn xa tới 22 ký mấy chị ơi. Đầm trắng còn xa tới 22. Nhưng mà gì vậy sao? Chị ơi, thả lá 17 ký ok chị ơi. 17 ký là size 6 luôn á. Đâm hồng nè chị, đâm hồng nè, có đâm hồng nào. Không có đâm hồng nào đâu chị ơi, không có đâm hồng nào đâu. Cái set này 145 này mấy chị. Size cái này set 3 chi tiết nha mấy chị nha. Đây là set 3 chi tiết nè. Đầm riêng 90 chị. Cái này set 3 chi tiết này, trời ơi 145. Hàng xịn xò. Cái này là kaki riêng nha mấy chị. Kaki riêng này trong váy xìa, kèm một áo trong nữa. Hàng rất là xịn luôn. 145.000 3 chi tiết, quá là lợi luôn mấy chị. Cái này size tới 22 ký mấy chị, mặc đẹp nha. Đầm rin 15 ký có chứ 25 ký không có chị. Đầm rin nè. Cái này em còn size tới 17-90 nè. Nãy là đầm rinner, còn cái này là đầm rin cúc nha mấy chị nha. Đầm rin cúc. À, đầm hơi trên bộ vàng là em còn size tới 16 ký à. Cái này sao 16 ký này mấy chị. 65. Set hoa này. Set hoa này em có hoa hồng và hoa nâu 99. Em nói hàng đẹp lắm á chị ơi, yên tâm. Lê Hạnh ok chị. Đầm 13. Cái này đâm để sai ở ngoài. Là
Mấy chị mặc chung với quần lấy kiên trời ơi, nhất cái nách luôn. Cái áo này mấy chị mặc với quần gì nó cũng đẹp hết. Áo lấy kiên, à quần lấy kiên nè, quần rin đùi rồi quần rin dài, nói chung là mặc tất tần tật. Size tới 22-23kg nha mấy chị nha. 6 tuổi đổ về mấy chị mặc ok. 6 tuổi là đi học lớp 1 á mấy chị. Bí học lớp 1 á. Xét 3 chi tiết nè. 135 nè. Cái này em còn size cho tới 20-22. Nè. Xét 3 nha mấy chị nha. Xét 3 135 nè. Kèm một chân quấy. Dạ không chị ơi, đại ra đại mà nhí ra nhí nha, em không có đồ cặp. Đại ra đại mà nhí ra nhí. Chứ em không có đồ cặp. Cái này em có 135 này. Trời ơi áo đẹp lắm. Bánh bèo trắng. Cầm một quần jean dài này. Cái này em còn size tới 16kg. 135 này. Nhà thì em có 25 cưỡi thì em có. Em có. Chấm là viết lên giúp em nè. Xét này thanh lý mấy chị 90 ngàn luôn. Cái này em còn size tới 16-17kg nè. Trời ơi cái quần ngố này mấy chị ơi, hàng đẹp luôn. 90 nè. À cái set này, cái set này. Trời ơi không biết khỏi lấy tiền luôn này mấy má. Cái này 15-25 nè. 15-25. 155 nè, trời ơi cái áo này mấy chị, mấy chị nhìn thấy nhức nách đúng không? Một cái quần ống ly. Cái này hàng size nhỡ, hàng rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. 155. Size từ 15-25. 15-25 nha mấy chị.
áo này. Cái này nó có cái bao chung ở dưới này mấy chị. Có bao chung ở dưới. Size tới 25 kg nha mấy chị. Mặc nghe em chỉ còn những cái bộ này thôi nha chị. Cô tâm tèo này. Cái này còn size cho tới 30 kg 32. Thiệt. 75 cái này hàng cô tâm. Nói chung là mấy cái hàng này em nó thiện nghĩ không mắc em bán. Tại cái này em còn ít nên làm biến like. Hồng vàng. Cái này hàng đại nha mấy chị nha. Hàng đại 15-16 kg cá. Yên yên cá chị ơi. Màu hồng 25 kg em còn bao nhiêu đó thôi chứ hết size là hết. Nói chung là hết đồ gì rồi mấy chị ơi, không còn đồ gì đâu. Em không còn đồ gì đâu nha mấy chị. Vàng gấu 25 kg. Nói chung là em hết. Chung hàng thì em hết rồi, không còn cái gì nữa. Nào đi Ramon được từ em đang like mà chị có phải em ở không đâu. Em like cái này em mới like cái kia chứ, chứ phải em ở không đâu. Doraemon đúng không? Cái này em còn một set này thanh lý cho mấy chị luôn nha, 85.000. 14-15 kg luôn. Cả set nha mấy chị nha, một cái áo khó. Một cái áo khó và một cái áo bên à áo quấy bên trong 85.000 set này nè. Doraemon 105 này size tới 20 kg. Size tới 20 kg nha mấy chị nha, da cá tèo hàng xịn sợ. Quần sọt này em có size cho